Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với mốc len của Mimi Hemet. Hôm nay Mimi sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái chiếc móc khóa sử dụng cá nhân hoặc là móc khóa đôi, hết sức là dễ thương ha. Ở đây là mình trang trí cái mặt mèo nè lên cái hoa hướng dương, nó nhỏ nhỏ xinh xinh nè các bạn, nó không có quá to ha. Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng một cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu móc nha. Với cái mẫu này thì các bạn sẽ móc len sợi tùy thích nha. Mình sẽ móc len Mikoton của 125g á, cỡ len là khoảng 2mm và được xe từ 5 sợi như thế này. Nếu mà bạn nào mà móc 4 sợi á, cái loại mà nó nhỏ hơn á, thì sử dụng mắt nó nhỏ hơn nha. Ở đây mà mình sử dụng cặp mắt là 8mm, chuẩn bị cho mình tổng cộng là 3 màu. Màu ở phía sau mình sẽ là màu xanh nè. Còn cái này là cánh hoa màu vàng ha. Còn cái mặt này thì các bạn sẽ tùy thích phối cái mặt trắng hồng như gì cũng được, hoặc trắng cũng được, hoặc là những cái màu của bé mèo á. Đây là mình sẽ làm cái bé mèo màu nâu vàng vàng xíu ha. Rồi vậy là mình sẽ phối màu xanh, màu nâu, màu vàng cho cái móc khóa thứ hai này. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình móc khóa inox hoặc là móc khóa bi như thế này đều được nè. Một ít len màu đen để mà mình sử dụng trang trí nha. Keo nến để mà mình dán và bông gòn để mình nhồi vô. Kéo cắt len cũng như là kim khâu len. Và kim móc mình sẽ sử dụng kim 2.5mm nha. Mình muốn cho cái bé mèo này nó to to xíu á, cho nên là mình sử dụng 2.5. Bạn nào muốn nhỏ thì sử dụng kim 2.0mm nha. Toàn bộ những cái len sợi với lại những cái nguyên liệu cần thiết để móc á thì mình có cung cấp hết. Bạn nào mà có nhu cầu móc giống mình cũng như là ủng hộ mình thì các bạn sẽ add cái Zalo ở phía trên màn hình ha, cái ở ngay cái chỗ logo á các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Bây giờ chúng ta sẽ lấy len ra và chúng ta sẽ đưa kim móc vào vòng tròn, kéo cộng len móc lên một mũi móc xích. Và bây giờ các bạn sẽ móc vào vòng tròn này 6 mũi móc đơn nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Và chúng ta sẽ kéo cho nó khít lại. Các bạn sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên này, móc lên một mũi móc xích để móc hai móc thứ hai. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc hai mũi móc đơn cùng một chân. Chân thứ hai tương tự luôn ha. Và mình sẽ gọi mũi móc đơn là mũi ít, hai mũi móc đơn cùng một chân mình sẽ gọi là mũi V nha. Như vậy hàng thứ hai này các bạn sẽ móc 6 V. Rồi chúng ta sẽ móc tới cuối hàng luôn. Mình đã móc tới cuối hàng móc thứ hai rồi và chúng ta có được là 12 chân móc. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ ba nha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn. Chân thứ hai, hai mũi móc đơn cùng một chân. Chúng ta sẽ móc một ít một V nha các bạn. Lặp lại cụm một ít một V đến cuối hàng luôn ha. Một ít một V. Lặp lại như thế đến cuối. Mình đã móc xong hàng móc thứ ba rồi. Chúng ta có được là 18 chân móc. Các bạn móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ tư nha. Đâm kim vào chân móc đầu tiên, móc một ít. Chân thứ hai móc một V. Chân thứ ba móc một ít. Như vậy các bạn sẽ lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Ít V ít. Lặp lại thêm 5 cụm nữa. 1 ít 1 V và 1 ít. Và các bạn móc tương tự như thế đến cuối hàng. Mình đã móc xong hàng móc thứ tư rồi và chúng ta có được là 24 chân móc. Các bạn sẽ trượt mũi và kết hàng ha. Móc lên một mũi móc xích để móc hàng móc thứ năm. Chúng ta sẽ móc 3 chân đầu tiên, mỗi chân là 1 ít. Như thế là chúng ta sẽ có 3 ít. 1 V ở chân thứ tư nha. 3 ít 1 V, các bạn lặp lại cái cụm móc này cho tới cuối hàng luôn ha. Mình đã móc tới cuối hàng rồi nè các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi và kết thúc hàng móc thứ năm ha. 5 x 6 là 30, như vậy là chúng ta có được 30 chân móc ở hàng móc thứ năm này. Các bạn sẽ móc lên cho mình một mũi móc xích để móc hàng móc thứ sáu nha. Như vậy là mình có một mảnh ở phần mặt trước á, là màu nâu này với 5 hàng móc như thế này. Ở mặt sau các bạn cũng sẽ làm cho mình 5 hàng móc y hệt luôn ha.
phần màu xanh á, thì ở hàng mặt trước á chúng ta sẽ móc thêm một hàng nữa, không có tăng mũi. Chúng ta sẽ móc tổng cộng là 30 ít nha. Rồi các bạn sẽ móc mỗi chân một ít đến cuối hàng luôn ha. Khi các bạn móc tới cuối thì chúng ta sẽ cắt len luôn nha. À, sau khi cắt len á thì chúng ta sẽ đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần màu nâu nè, đồng thời đâm kim vào cái chân móc đầu tiên của cái phần màu xanh luôn. Thì mặt trái á, mình quay vô trong ha, mặt phải chúng ta sẽ quay ra ngoài nè. Cái chân móc nào cũng được hết, chân móc nào cũng được hết nha. Nè, chúng ta ghép vô mà. Rồi bây giờ chúng ta gần tới khúc cuối á, chúng ta sẽ nhồi bông sao ha. Bây giờ lấy cái len màu vàng á để chúng ta nối vô luôn nè. Các bạn sẽ kéo cái len màu vàng qua hai cái chân móc này, từ màu xanh qua màu nâu luôn, móc lên hai mũi móc xích, đâm kim vào cái chân móc đầu tiên á, chân móc đó luôn á, móc một mũi móc kép nha. Các bạn quấn len hai vòng lên kim, đâm kim vào chân móc đó, kéo len qua hai vòng lần thứ nhất, hai vòng lần thứ hai, hai vòng lần thứ ba, chúng ta có được một mũi kép đôi. Các bạn sẽ móc lên một mũi móc xích và trượt mũi vô hai cái nhánh ở phía trên đây. Các bạn sẽ tạo một mũi trượt. Bây giờ lại quấn len hai vòng lên kim, đâm kim vào cái chân móc kế bên á, kế bên ha. Các bạn kéo len qua hai vòng và hai vòng, chúng ta được mũi kép đôi. Sau đó là móc một mũi móc kép nữa vào trong cùng chân móc. Rồi sau khi mà các bạn móc xong á thì chúng ta sẽ đâm kim qua cái chân móc kế bên, chúng ta sẽ tạo một mũi trượt. Sau đó lại móc lên hai mũi móc xích và các bạn lại móc một mũi móc kép, một mũi kép đôi, lên một mũi móc xích, trượt mũi vô hai cái nhánh này, lại tạo một mũi kép đôi vào cái chân bên cạnh, cộng thêm một mũi kép đơn nữa vào cái chân đó, móc đó luôn. Rồi tiếp tục các bạn sẽ móc vào cái chân móc kế bên một mũi trượt để chúng ta làm cái cánh tiếp theo. Các bạn sẽ làm lần lượt cho mình tới cuối hàng luôn nha. Mình đã gáp gần tới đây rồi nè các bạn. Nếu mà nó có lệch lệch thì kệ nó ha các bạn. Tại vì hai cái mảnh này nó sẽ bằng số mũi nhau, cho nên là chúng ta chỉ cần làm cái mũi ở trên và mũi ở dưới, đừng có bỏ mũi nào hết là cuối hàng nó sẽ đủ à. Và bây giờ mình sẽ nhồi bông gòn vô bên trong này nha. Hai cái cọng len thừa khúc cuối mà mình cắt ở hai mảnh đó, các bạn cũng sẽ đưa nó vô phía trong luôn nha. Sau khi mà chúng ta nhồi xong á, chúng ta lại móc tiếp như bình thường ha. Chúng ta cứ nối hai cái mảnh này lại thôi. Rồi các bạn sẽ làm cho tới cuối hàng luôn nha. Như vậy là mình đã làm xong 14 cánh rồi nè các bạn. Ở cuối á thì chúng ta sẽ ghép cái này lại luôn ha. Nè, ghép hai này lại, chúng ta sẽ tạo một mũi trượt. Sau đó là các bạn sẽ tạo thêm một mũi trượt nữa vô cái chân móc đầu tiên á. Rồi xong rồi đó các bạn, móc lên một mũi móc xích rồi chúng ta sẽ cắt len nha. Bây giờ chúng ta sẽ móc tới cái phần lá cây ha các bạn. Chúng ta sẽ tạo một cái nút thắt, móc lên 11 mũi móc xích, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Các bạn sẽ đâm kim vào cái chân móc thứ 10 á, các bạn xoay qua đây nè, nó có cái phần nhô lên á, ở phía sau á, chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn nha. Chân kế bên một mũi nửa kép, chân kế tiếp một mũi móc kép, năm chân tiếp theo mỗi chân là một mũi kép đôi, 1 2 3 4.
Còn lại ba chân móc á các bạn, mình làm 4 mũi kép đôi thôi ha, nãy mình nhầm á. Bây giờ cái chân móc kế bên, một mũi móc kép, một mũi nửa kép. Rồi chân cuối này chúng ta sẽ móc 3 mũi móc đơn cùng một chân. Chúng ta lại xoay qua đây, chúng ta móc cái bên phía đối diện này y hệt như phía chúng ta vừa móc. Các bạn sẽ móc một mũi nửa kép vào cái chân móc tiếp theo này, một mũi móc kép, bốn mũi kép đôi. Rồi các bạn móc cho đủ 4 mũi kép đôi nha. Móc xong 4 mũi kép đôi thì chúng ta còn 3 chân móc, chúng ta móc một mũi móc kép, một mũi nửa kép, một mũi móc đơn vào cái chân móc cuối cùng này. Chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích để móc hai móc thứ hai ha. Em chỉnh lại nè, trượt mũi vào cái chân móc đầu tiên, móc lên một mũi móc xích, trượt mũi vào cái chân móc thứ hai, móc lên một mũi móc xích, trượt mũi vào chân móc thứ ba. Lần lượt như thế các bạn sẽ móc cho tới chính giữa nha. Tới cái chân chính giữa các bạn thì cũng chúng ta cũng móc lên như thế ha, chúng ta sẽ trượt thêm một mũi nữa vào cái chân móc chính giữa đó nha. Rồi tiếp theo các bạn móc lên một mũi móc xích, trượt mũi vào cái chân móc kế bên nè, một mũi móc xích, tức là chúng ta sẽ thêm một mũi trượt nữa vào cùng chân móc ở cái chân móc chính giữa thôi nha. Và các bạn sẽ móc cho tới cuối hàng luôn nè, một trượt một xích, một trượt một xích. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào cái chân đầu tiên này, móc lên cho mình 20 mũi móc xích nha. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Sau đó là các bạn sẽ trượt mũi vô trong cùng chân móc đó luôn, móc lên một mũi xích rồi chúng ta sẽ cắt len. Vậy là xong cái phần lá. Các bạn muốn cái khoen này nó dài hơn thì chúng ta sẽ móc dài hơn ha, rồi giấu cái phần len thừa vô trong mũi móc. Bây giờ chúng ta sẽ làm hai cái lỗ tai ha các bạn. Các bạn sẽ lấy cái len màu nâu ra và chúng ta sẽ tạo vòng tròn, móc lên một mũi móc xích và móc vào vòng tròn này 3 mũi móc đơn 3x nha, kéo cho nó gấp lại. Rồi các bạn sẽ chụp mũi vào cái chân móc đầu tiên, vì có 3 mũi cho nên là khi mà chụp mũi thì nó hơi khó các bạn, à, chịu khó xíu ha. Móc lên một mũi móc xích để móc hai móc thứ hai. Chúng ta có 3 chân, mỗi chân là một V nha. Ta móc 3 V ở hàng móc thứ hai. Mình đã móc xong 3 chân rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ trượt mũi vào trong cái chân móc đầu tiên này. Rồi chúng ta sẽ lộn nó lại nha. Móc lên một mũi móc xích để móc hai móc thứ ba, một ít một v, lặp lại cái cụm móc này cho mình tới cuối hàng luôn nha. Một ít một v lặp lại 3 lần. Một ít một v lần thứ ba rồi đó. Như vậy là chúng ta xong. Các bạn sẽ móc cho mình thêm một cái lỗ tai tương tự nha. Rồi móc lên một mũi móc xích, cắt len, móc cho mình thêm một cái lỗ tai tương tự nữa, dồn hai cái cọng len này vô phía bên trong. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm nóng keo nến và chuẩn bị trang trí mặt mèo nha. Rồi ở chỗ hai con mắt á, các bạn sẽ làm ở hàng thứ ba nha, một hai ba, ở hàng thứ ba hai con như thế này nha. Rồi
sau đó dán xong đi rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn khâu cái phần miệng với lại phần gâu nha. Còn hai bên này nè, các bạn sẽ dán cho mình luôn. Bắn keo ở chỗ cái điểm này nè các bạn, bắn keo ở phía trong ha. Phía trong xong rồi các bạn sẽ ướm qua. Đây. Nó nằm giữa ở mắt nha, mắt bên đây. Và nằm giữa mắt ở mắt bên đây là chúng ta có được cái phần tai mèo với lại mắt mèo rồi đó. Chia như vậy cho nó hợp lý nha. Rồi các bạn sẽ dán. Mình đã dán cố định xong rồi nè các bạn. Ở hai cái phần lỗ tai á, khi mà các bạn dán á, ở phần trên các bạn có thể là cho nó hở ra cũng được ha. Chúng ta sẽ ở phần dưới á, chấm keo cho kỹ rồi đưa nó xuống ở dưới phần dưới như thế này nè, để cho hai bên nó bè ra cho nó đẹp hơn nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ khâu cái phần chữ Y này. Các bạn sẽ đâm kim từ ở phía dưới đây nè lên phía trên này đi nha. Rồi kéo nó vô ở phía trong. Rồi các bạn sẽ đâm kim vô cái ở phần chính giữa nè. Rồi từ đây chúng ta sẽ đâm kim lên phía trên nữa. Rồi cho nó xuống phía dưới. Tiếp tục cùng cái chân đó luôn. Các bạn sẽ đâm kim lên ở chính giữa này nha. Rồi, rút nó lại. Như vậy là chúng ta đã khâu xong cái phần miệng. Rồi bây giờ tới cái phần hai cái gâu cũng cùng chân móc đó luôn ha. Chúng ta sẽ đâm kim lên ở cùng hàng móc thứ ba. Ta sẽ đưa nó qua đây một xíu. Cùng cái chân móc đó chúng ta lại đưa nó lên ở phía trên này. Rồi đưa nó xuống ở phía dưới một xíu nào. Và bên đây các bạn sẽ đưa cái len qua khâu tương tự. Rồi canh chỉnh lại cái chỗ này ha. Rồi như vậy là chúng ta đã khâu xong rồi đó các bạn. À, cái này chắc mình dời nó lên phía trên xíu đó các bạn. Dời nó lên xíu đi. À, cái này dời lên đây xíu đi cho nó xinh hơn không? Cái này mình thấy nó hơi thấp á. Rồi các bạn sẽ dời cái này lên xíu ha. Bên đây thì được rồi đó. Ở phía sau nó còn dính mấy cái màu đen đen, các bạn sẽ đưa nó xuống phía dưới ha. Vậy là xong rồi đó các bạn. Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc là để cái này nè qua đơn giản ha. Và cái này chúng ta sẽ để nó vô, các bạn sẽ khóa cái này lại. Rồi xong rồi đây. Cái này cho con trai được nè các bạn. Ở này mình cho con gái ha.
Mình hy vọng là các bạn sẽ yêu thích cái mẫu móc mèo hoa hướng dương này nha. Nếu mà các bạn yêu thích, các bạn nhớ nhấn like video này giúp mình nha, và bình luận ở phía bên dưới ủng hộ Mimi bằng cái lượt đăng ký kênh nha các bạn. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn, và mình cũng cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra theo dõi hết video này và thực hiện cái mẫu này cùng mình nha. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau nha. Bye bye.